Hà Nội tháo bảng hiệu lấn chiếm, kẻ vạch sơn vỉa hè. Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo, mái che lấn chiếm lòng đường, kẻ vạch sơn lập lại trật tự vỉa hè. Đầu tháng 3, thành phố Hà Nội tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Chính quyền đặt mục tiêu trả lại nguyên trạng hè phố cho người đi bộ, nhất là tại 12 quận. Các trường hợp chống đối sẽ bị cưỡng chế, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ xe, đồ vật vi phạm, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẫy chiếm dụng hè phố. Lòng đường. Quán ăn trên phố Hàng Buồm, quận Hoàng Kiếm bị lực lượng chức năng nhắc nhở khi bày đồ đạc la liệt, lấn chiếm vỉa hè, trưa ngày 16 tháng 3. Tiệm massage trên phố Hàng Buồm bị lực lượng chức năng tịch thu biển hiệu vì tái phạm lấn chiếm vỉa hè. Tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, từ ngày 3 tháng 3, lực lượng chức năng hàng ngày tổ chức các đợt quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Phường đã tháo dỡ 52 mái che, 129 biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, xử phạt số tiền trên 40 triệu đồng. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, phường Thanh Xuân Bắc cũng tiến hành kẻ vạch, sơn lại ranh giới vỉa hè. Phường này có 4 tuyến đường chính đi qua gồm Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến, Nguyễn Quý Đức, Vũ Hữu. Chính quyền đã in 600 thư ngõ và gửi bản cam kết tới các hộ kinh doanh, kẻ 2.000m vạch sơn trên vỉa hè. Tuy nhiên kẻ vạch sơn còn gặp khó khăn vì vỉa hè các tuyến phố không đồng nhất, trên cùng một tuyến phố lại có độ rộng hẹp khác nhau, ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc cho biết. Vỉa hè đường Nguyễn Trãi, đoạn qua phường Thanh Xuân Bắc, dài 530m, được sơn trắng để định danh vỉa hè và phần kinh doanh của các hộ dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc cho biết, vỉa hè từ 2,5m trở lên mới được kẻ vạch. Tùy từng tuyến phố và địa hình thực tế địa phương sẽ quy định kẻ vạch khác nhau. Tại khu chợ dân sinh ở phường Thanh Xuân Bắc, phần vỉa hè cũng đã được kẻ vạch, tất cả hàng hóa của tiểu thương để trong phạm vi cho phép của từng gia đình, tránh lấn chiếm. Một phần vỉa hè của khu nhà dê tập thể phường Thanh Xuân Bắc được trả lại thông thoáng. Thanh Xuân Bắc là phường khá đặc thù, với 64 tòa nhà chủ yếu là khu tập thể 5 tầng xây dựng từ trước những năm 1980. Số lượng dân cư đông, nhà san sát nhau nên phần vỉa hè tại đây khá khiêm tốn. Trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, phần ranh giới vỉa hè được kẻ, tuy nhiên phần đường dành cho người đi bộ liên tục gặp các trụ điện, biến áp, biển báo, cổ thụ. Trên phố Nguyễn Quý Đức, khi cơ quan chức năng vừa kẻ vạch sơn ranh giới vỉa hè vừa đi khỏi, người dân kinh doanh lại kê bàn ghế lấn ra ngoài để bày bán đồ ăn uống. Tháng 2 năm 2017, Hà Nội từng tổ chức đợt lập lại trật tự đô thị, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Việc triển khai rầm rộ trong nửa năm đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sau đó nhiều quận huyện không duy trì được, tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng. Trong giữ xe tái diễn,